Chào cô chú anh chị và các bạn, hôm nay nhà mình sẽ làm bánh rán ha. Thì mình có xem ở trên mạng là có một cái cách làm bánh á, nhìn nó cũng rất là lạ. Thì bây giờ là mình sẽ chuẩn bị bột trước, rồi một hồi mình sẽ làm cái đồ mà để rán ra thành một cái bánh nha. Nguyên liệu mình cũng có, thì mình có là 3 cái trứng gà, 100g bột mì, 10g đường, 10g bột cacao, 1 ống vani, 1/3 muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê bột nở và 1 muỗng cà phê mật ong. Thì bây giờ là mình sẽ tiến hành đó là mình sẽ trộn bột luôn nha các bạn. Thì mình sẽ cho 3 trứng gà vào trong một cái thau ha. Thì mình sẽ lấy chồng đỏ, chồng trắng mình lấy hết nha các bạn. Trứng gà của nhà mình nó to ghê không? Mình sẽ cho hết 3 trứng luôn. Rồi sau đó thì mình sẽ cho đường nè. Đường thì mình cũng cho hết luôn ha. Muối mình cũng cho vào luôn. Ống vani. Rồi mình sẽ đánh cho cái chồng đỏ với đường nè, cho nó tan ra. Cho nó tan ra hết á, rồi sau đó thì mình mới cho mật ong nè với lại bột vào nha. Tiếp theo mình sẽ cho mật ong vào nha các bạn. Rồi mình sẽ cho luôn bột mì nè, cho hết luôn. Bột nở mình cho luôn ha. Rồi bây giờ là mình sẽ trộn đều lên. Mình coi cái phần bột á, nó đặc hay nó lỏng như thế nào. Nếu mà bột mà nó đặc á thì mình sẽ cho thêm một ít nước. Còn nếu mà bột mình nó hơi lỏng quá thì mình sẽ cho thêm bột nha các bạn. Giờ mình cứ việc là mình khuấy từ từ đi. Mình khuấy từ từ coi bột của mình như thế nào đã. Là các bạn thấy là bột á như vậy là đã được. Còn là các bạn mình không có cần cho thêm nước ha. Thì bây giờ là mình sẽ ủ bột. Mình ủ bột trong vòng là nửa tiếng. Thì sau nửa tiếng thì mình sẽ làm bánh thôi. Bây giờ là mình sẽ đục lỗ. Đục lỗ ở trên cái nắp như vậy nè các bạn. Đặng mình sẽ đổ bánh cho nó dễ ha. Thì mình cũng sử dụng cái cây mà bằng sắt như vậy nè các bạn. Thì mình sẽ hơi lửa ha. Mình hơi lửa cho nó nóng thì còn nóng luôn. Và sau đó thì mình sẽ ghim vào trong cái nắp chai, đặng mình làm cái khuôn đó các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ dùng con dao là mình sẽ gọt cho nó gọn lại, đặng nhiều khi nó có cái mũ á, cái nó dư á, nó đội lên. Cho nên là mình phải cắt cho nó gọn lại ha. Bột thì mình cũng đã để được 30 phút nè các bạn. Thì giờ mình lấy bột ra, mình cho vào cái ca. Rồi mình sẽ rót vào trong chai nha. Đây. Bạn thấy nè, bây giờ cái bột khí nè, nó nổi lên quá trời luôn. Bây giờ là mình sẽ chiết vào trong cái ca như vậy. Rồi mình sẽ dùng cái ca này, mình rót vào trong chai. Bạn có cái miệng như vậy nè các bạn, là mình rót á cho nó dễ. Giờ mình sẽ đậy nắp lại rồi mình sẽ xuống dưới nhà sau là mình rán bánh luôn ha. Mình cũng bắt cái chảo lên rồi mình cũng làm nóng rồi đó các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ lấy cái chai này mình ập xuống như vậy. Để cho cái bánh của mình á, nó chảy, bột của mình nó chảy xuống. Đó, bây giờ mình muốn ăn cái bánh bao lớn thì mình sẽ để cho bột nó như thế nào nha. Tùy theo sở thích của mình muốn ăn bánh lớn hay bánh nhỏ đó. Mình cũng để mật lửa cho nó thấp thôi chứ mình không có để lửa lớn nha các bạn. Các bạn thấy khi mà cái bánh mình bột mình để vào trong chảo như vậy nè. Cái bánh mà nó nóng rồi thì nó sẽ có cái bọt khí như vậy nè ha. Thì bây giờ mình phải để cho nó hơi cái ráo cái phần mặt rồi mình mới trở bánh nha các bạn. Đó. Rồi bây giờ là mình sẽ để cái mặt bánh bên đây nó vàng tí xíu rồi mình sẽ lấy bánh ra ha.
đây nó vàng. Bây giờ mình sẽ lấy cái sẩn nè. Đó, các bạn thấy cái bánh của mình nè, nó vàng ha. Bây giờ là mình sẽ đổ tiếp. Các bạn thấy khi mà mình đổ cái bánh, mình làm cách này á thì nhìn nó rất là đẹp mà nó cũng tiện lợi nữa, cũng không có sợ mà nó nhiễu nhão tùm lum. Bây giờ cái bánh thứ hai của mình á, đó các bạn thấy nè, bây giờ nó cũng đã nổi bọt khí rất là nhiều nè ha. Thì bây giờ là mình sẽ đợi tí xíu nữa coi cái bánh của mình như thế nào ha. Đây đó, các bạn thấy là lên cái bánh á, cái màu vàng nó rất là đẹp ha. Rồi bây giờ là mình sẽ đẩy một tí xíu rồi mình mới lấy bánh ra nha các bạn. Đây, các bạn thấy nè, ra cái bánh của mình nhìn nó rất là đẹp ha. Rồi bây giờ là mình sẽ làm tiếp. Thì bánh đó là mình cũng đã tráng xong rồi các bạn. Đó, mình làm bằng cái chai á, các bạn thấy nè, lên cái bánh á nhìn nó cũng đẹp nè, mà nó cũng nhanh gọn lẹ nữa. Thì bây giờ là mình sẽ cho sô cô la vào trong bánh ha. Thì sô cô la này á là mình cũng đã làm sẵn rồi. Thì cái này cũng dễ làm lắm các bạn. Thì mình chỉ cần là bắt một cái nồi nước lên, rồi mình sẽ cho một cái chén kiểu như vậy, cho bột cacao vô, rồi cho sữa đặc vô nữa, rồi mình khuấy cho nó mịn ra như vậy là nó đã thành sô cô la rồi các bạn. Thì mình sẽ múc một miếng sô cô la rồi mình sẽ chảy vô đó, mình cứ việc mình quét cho nó đều ra. Rồi mình sẽ lấy một cái mặt bánh ở trên nè, mình sẽ đậy lại và mình sẽ đè xuống, đè cho cái phần bánh á cho nó dính nha. Bánh đó là mình cũng đã làm xong ha. Thì bây giờ là hai mẹ con mình sẽ thưởng thức thôi. Thì mình cũng mời cả nhà dùng chung với gia đình mình nha. Tao phải làm ăn thử đi làm. Sao? Ngon không? Mình ăn á mà là mình thấy nè, cái độ bánh á nó rất là mềm mịn. Nó có cái rễ tre nữa nè, nó nổi cái phần bánh đó các bạn, nó nổi bột á, nó có rễ tre như vậy ha. Ăn nó rất là ngon. Nó thơm nữa. Thơm không? Thơm. Thơm sô cô la phải không? Dạ. Thì các bạn thấy cái chai mà mình đổ ra cái bánh như vậy nè, mình nhìn thấy nó rất là đẹp và nó cũng nhanh gọn lẹ nữa. Còn nếu mà mình đổ bằng cái giá thì nó sẽ cũng không có khéo bằng, tại vì cái giá nhiều khi mình múc là nó sẽ bị đổ nó nhiễu chỗ khác, cho nên còn cái chai thì mình cứ chút thẳng xuống thì cái phần bột nó sẽ lan ra từ từ thì cái bánh của mình nó sẽ đẹp mắt hơn. Thì các bạn thấy cái cách của mình làm cái bánh mà mình để bột vào trong chai như vậy á, có tiện hay không ha. Thì các bạn thấy tiện á thì mình sẽ áp dụng cái cách của mình làm ra những cái bánh như vậy cho gia đình mình ăn ha. Mình cũng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video của mình nha. Nếu thích á thì like và chia sẻ cho các bạn nhiều người cùng xem nhé. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Xin chào cả nhà.